Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Chương trình toàn dân phòng cháy chữa cháy kỳ này sau bản tin 114, mời các đồng chí và các bạn theo dõi phóng sự lời tri ân với những gia đình liệt sĩ phòng cháy chữa cháy. Sau đây mời các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các đồng chí và các bạn, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng vừa tổ chức tập huấn công tác sơ cấp cứu ban đầu cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng. Trong chương trình tập huấn diễn ra từ mùng 4 tháng 7 2017 đến hết 19 tháng 7 2017, cán bộ chiến sĩ được nghe các y bác sĩ của bệnh xá thuộc phòng hậu cần và trang bị kỹ thuật Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hướng dẫn kỹ năng cơ bản về cấp cứu ban đầu, bao gồm kỹ thuật cầm máu, băng bó vết thương, kỹ thuật cố định gãy xương bằng nẹp, cấp cứu nạn nhân ngừng tuần hoàn hô hấp, kỹ thuật cấp cứu người bị đuối nước, bị bỏng, điện giật, đồng thời được thực hành sử dụng các dụng cụ y tế để cấp cứu. Đợt tập huấn đã giúp cán bộ chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ hoặc không may phải gặp các tình huống tai nạn, sự cố sẽ có kiến thức kỹ năng xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất rủi ro ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố vừa phối hợp với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại khách sạn Hàng hải, địa chỉ tại 282 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền. Với tình huống giả định xảy ra cháy tại tầng 1 của trung tâm tiệc cưới của khách sạn, lực lượng chữa cháy cơ sở đã báo động, cắt điện tòa nhà, gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114, đồng thời dùng bình chữa cháy xách tay xử lý đám cháy và tổ chức cứu người bị nạn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, phun nước làm mát, tìm kiếm người bị nạn, phun nước dập tắt đám cháy. Sau 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thưa các đồng chí và các bạn, những ngày này trên khắp cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng, đây là dịp để gửi lời tri ân sâu sắc tới các gia đình liệt sĩ trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Chiến tranh đã lùi ra, nhưng những câu chuyện về tinh thần quả cảm cứu người, cứu tài sản, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trên đất cảng trước sự hung tàn của giặc lửa dường như chưa bao giờ kết thúc. 62 năm qua, kể từ khi thành phố hoàn toàn giải phóng, là một chặng đường đầy gian nan thử thách đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng. Những thành tích đạt được đã đưa thành phố từ trong bom đạn trở thành một trong những điển hình toàn quốc về phòng cháy chữa cháy. Thế hệ trẻ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hôm nay tự hào về truyền thống đơn vị anh hùng, tự hào là lớp người kế tục sự nghiệp của cha anh đã cống hiến bao công sức và cả những giọt máu đào tô thắm thêm lịch sử truyền thống của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Cảng. Trong những năm tháng sụp sôi kháng chiến, dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố đã không ngại hiểm nguy, xông pha cứu người cứu tài sản và chữa hàng nghìn vụ cháy do bom đạn máy bay Mỹ gây ra. Một số chiến sĩ đã hy sinh anh dũng, nhiều đồng chí bị thương vẫn bám trụ, kiên cường chiến đấu. Cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm, cùng với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và của ngành công an, các đơn vị trong toàn lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đều có những hoạt động gửi lời biết ơn sâu sắc nhất tới các gia đình liệt sĩ trong lực lượng phòng cháy chữa cháy nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung. Năm nay, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã tổ chức nhiều đoàn thăm tặng quà cho 34 gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 40 triệu đồng, tặng hai sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng, tổ chức thắp nến tri ân và dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Một vòng hoa tươi, một nén nhang thơm với chiến sĩ đã ngã xuống, những lời thăm hỏi ân cần với các đồng chí thương binh, chứa đựng tình cảm tốt đẹp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự biết ơn đối với những con người không tiếc máu xương vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong dịp này, đoàn cán bộ chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã có dịp về thắp hương thăm hỏi thân nhân gia đình hai liệt sĩ Nguyễn Đình Thành và Đỗ Duyên Thịnh tại tỉnh Thái Bình. Thượng sĩ tiểu đội trưởng Nguyễn Đình Thành và hạ sĩ Đỗ Duyên Thịnh là hai trong những người con tiêu biểu cho lòng sắt son của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy với Đảng và nhân dân.
hai đồng chí là tấm gương sáng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu cứu chữa tàu Alexandrine chở phân đạm do Liên Xô viện trợ, bị trúng bom Mỹ hồi 3 giờ ngày 5 tháng 8 năm 1968 tại cảng Hải Phòng. Khi đó, lửa bao trùm con tàu có nguy cơ nổ, gây phản ứng hóa học trên diện rộng, đe dọa sự an toàn của cả thành phố. Thượng sĩ Nguyễn Đình Thành và hạ sĩ Đỗ Duyên Thịnh ngã xuống, cùng 37 đồng chí khác trọng thương do nhiễm độc, nhưng đã cứu được hàng chục thuyền viên và con tàu, giữ bình yên cho thành phố, bảo vệ hàng trăm nghìn người dân đất cảng. Trong những ngày sụp sôi đánh Mỹ, nghe theo tiếng gọi của Đảng, 100% cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm đơn tình nguyện lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong 33 đồng chí được vinh dự lên đường có liệt sĩ thiếu tá Lê Hạnh Kiểm. Đồng chí sinh ra tại xã Quảng Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nguyên là đội phó đội cứu hỏa công an Hải Phòng. Ông có mặt ở chiến trường khu 5, ngay trên chính quê hương mình, là tọa độ nóng bỏng nhất trong cuộc chiến không cân sức. Cũng trong chiến dịch Mậu Thân năm ấy, ông đã anh dũng ngã xuống và nằm lại nơi đất mẹ miền Trung ruột thịt. Các đội của phòng cháy thì quan tâm đến các gia đình chính sách, đến thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ. Bà cũng là một gia đình liệt sĩ, bà cũng rất là cảm ơn và cũng vui mừng. Nhưng mà cũng mong các cháu làm sao mà trẻ cố gắng hoạt động làm sao tích cực cho thanh niên lớn mạnh hơn, vui khỏe hơn, thì cũng tiến bộ hơn. Đối với gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Chuông, căn nhà nhỏ tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương gắn với bao kỷ niệm tuổi thơ. Ông là một trong những sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng đã tình nguyện gia nhập đoàn quân mũ tay bèo in bước trên đường Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam. Ông chiến đấu ngoan cường trong lòng địch và hy sinh anh dũng tại chiến trường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào Tết Mậu Thân năm 1968. Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố rất quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động tình nghĩa. Do vậy, đã trực tiếp chỉ đạo phòng tổ chức cán bộ và các đơn vị khác căn cứ kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện và đạt được kết quả cụ thể như đã tặng quà 2 sổ tiết kiệm cho 2 vợ liệt sĩ nguyên là cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố, mỗi sổ là 10 triệu đồng. Gặp mặt tặng quà thương binh thân nhân liệt sĩ, dâng hương nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, chọn khen cán bộ là thương binh thân nhân liệt sĩ có tinh thần gương mẫu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, những gương điển hình tiên tiến trong công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục cán bộ chiến sĩ luôn ghi nhớ công ơn đối với những người có công với cách mạng, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nếu như trong chiến tranh, quân và dân ta luôn phải đương đầu với kẻ thù, thì nay đất nước đang trên con đường đổi mới, xây dựng và phát triển, những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy lại phải đối đầu với một kẻ thù mới, đó là giặc lửa. Để bảo đảm cuộc sống an toàn cho nhân dân, có không ít các cán bộ chiến sĩ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Phát huy truyền thống trung dũng quyết thắng của thành phố cảng và truyền thống anh hùng của đơn vị, mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đang ra sức học tập rèn luyện, xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng ngày một cách mạng, chính quy, chuyên nghiệp và từng bước hiện đại, sẵn sàng gánh vác trọng trách, đương đầu với mọi thử thách hiểm nguy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn phòng cháy chữa cháy, góp phần bảo đảm an ninh Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho thành phố cảng thân yêu. Chương trình toàn dân phòng cháy chữa cháy xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.